Chiều ngày 27 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Hóa, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 gồm các đại biểu: ông Hoàng Xuân Tân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa; và bà Đặng Thị Kim Huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và một số phòng, ban liên quan. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tóm tắt nội dung kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và kết quả trả lời ý kiến cử tri huyện Tuyên Hóa nêu ra trước kỳ họp. Cử tri huyện Tuyên Hóa bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như xem xét hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp cho các xã trên địa bàn, xây dựng cầu dân sinh qua thôn Đồng Phú, xã Đông Hóa, phân bổ nguồn thu phí bảo vệ môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản cho các địa phương sở tại nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra, kiểm tra, đánh giá tác động ô nhiễm môi trường do khói bụi của nhà máy xi măng Sông Danh đối với người dân thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, kiểm soát, ngăn chặn dứt điểm tình trạng khai thác cát trên sông Danh gây sạt lở bờ sông. Một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách của cán bộ, công chức và kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đại diện các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh và huyện đã trả lời, giải đáp một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu để chuyển đến các sở, ngành, cơ quan liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất.